Xin mến chào các bác. Hôm nay em xin chia sẻ đến các bác một cái kinh nghiệm, đó là dùng nước vo gạo để chăm sóc cho phòng làm. Thế thì nói đến nước vo gạo thì ai cũng biết, và dùng cái nước vo gạo này mà để tưới và chăm sóc cho cây phong lan để không bị ảnh hưởng, hoặc là chăm sóc như thế nào để cho nó tưới như thế nào để cho nó đúng cách, nó lại là một cái vấn đề. Thế thì hôm nay em xin chia sẻ và mong các bác hãy lắng nghe. Đây là cái kinh nghiệm của cá nhân em, và em cũng học hỏi được một số anh em, bạn bè, nhà vườn, rồi những người đi trước, và qua đó thì mình đúc rút lại cái kinh nghiệm cho mình, và hôm nay em chia sẻ đến các bác. Cũng như các bác đã biết, trong cái điều kiện như thời buổi hiện nay thì mỗi một gia đình chúng ta, mỗi một bữa là chúng ta cũng chỉ dùng khoảng 2 bò gạo như thế này kìa để nấu cơm, vì bây giờ thì ăn cũng ít rồi, đúng không ạ? Thế thì với cái lượng gạo như thế này, và sau khi các bác vo thì chúng ta để khoảng 2 tiếng, khoảng từ 1 đến 2 tiếng thì cho cái nước vo gạo này nó lắng xuống những các cái tinh bột, hoặc là những các cái tinh bột khác ấy, những các cái chất khác nó lắng xuống. Thế còn ta chỉ gạn lấy cái nước vo gạo trong thôi. Đấy, nước vo gạo trong thôi, và chúng ta hòa thêm nó vào. Xin thưa với các bác là chúng ta hòa thêm nó vào để cho nó đủ khoảng 4 lít, khoảng 2 cái bình vàng mà chúng ta tưới đấy. Đấy, như vậy là chúng ta đã có được một cái chế phẩm để chăm sóc cho lan. Thế nhưng để mà tăng hiệu quả và tuyệt vời hơn nữa ấy, thì xin thưa với các bác là các bác phải pha thêm với 1 cái gam nấm Chicodema này nữa. Thế thì cùng với cái nước gạo này đấy, để các bác chăm sóc cho lan thì quá là tuyệt vời. Nó sẽ hỗ trợ và tăng cái khả năng hấp thụ cho cây lan rất là hiệu quả, xin thưa với các bác. Cái nước vo gạo ấy thì tuyệt đối là các bác không được để đến ngày mai, hoặc là để chua mới tưới. Vì khi các bác đã để chua hoặc là để đến ngày mai rồi thì trong cái nước vo gạo là nó lên men, nó có nhiều các cái tinh bột, và cái tinh bột thì nó lên men, và nó đã lên men là nó chua, là nó có thành nhiều những các cái axit, và những các cái axit này thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cây phong lan của chúng ta. Cũng như các bác đã biết rồi, cây phong lan là một cái cây rất nhạy cảm với những các cái hóa chất hoặc là thời tiết, do vậy mà nó không phù hợp một chút nào đối với cây phong lan. Còn nước vo gạo thì các bác đã biết rồi, nước vo gạo thì nó có rất nhiều những các cái chất B1, nó là một cái hạt gạo ấy. Thế thì hạt lúa ấy, thế thì sau khi mà xay ra thì nó có một cái hàm lượng rất là lớn những các cái chất B1, vitamin B1, vitamin B12, và những các cái vitamin mà nó nằm ở cái vỏ lụa của hạt gạo, tức là như kiểu gạo lật ngày xưa đấy. Thế thì chúng ta vo gạo thì những các cái chất vitamin và những các cái vi lượng nó còn lại thì nó sẽ ra nước gạo, và nó sẽ là một cái hàm lượng dinh dưỡng rất là bổ cho cây phong lan. Cái thứ hai nữa ấy là các bác cũng không nên dùng những các cái nước gạo đặc, hoặc là những các cái nước gạo mà chúng ta chưa để trong có những các cái tinh bột. Như vậy thì khi mà ta phun lên những các cái lá lan như thế này, thế thì kiến này, rồi là những các cái động vật, sinh vật khác nó sẽ kéo đến và nó
ăn lại những các cái chất dư thừa đó và nó sẽ đốt hoặc nó tiêm chích vào cái cây phong lan của chúng ta, làm cây phong lan của chúng ta bị tổn thương. Cái thứ hai nữa là nếu như không có kiến hoặc không có các cái sinh vật khác thì nó lại là một cái lớp màng phủ lên trên cái lá của cây lan của chúng ta, đấy, gây cản trở cái sự hấp thụ các cái lỗ khí khổng để làm cho cây phong lan rất là khó điều tiết cái quá trình sinh trưởng của mình. Đấy, xin thưa với các bác, còn tại sao khi trộn với cái nấm Chicoderma này nó lại tăng cái hiệu quả của cái nước vo gạo lên gấp rất là nhiều lần? Xin thưa với các bác là cái nấm Chicoderma kia, thế thì nó là một cái chất nấm mà khi ta tưới cái nước vo gạo này lên cái cây phong lan kia ấy, thì cây phong lan là hấp thụ những các cái chất B1 và chất dưỡng chất. Thế còn lại là những cái chất còn thừa ấy, cây phong lan kia nó không thể hấp thụ được nữa. Thì có những các cái con nấm Chicoderma này nó sẽ tiếp tục phân hủy. Đấy, nó sẽ tiếp tục ăn và nó tiếp tục phân hủy những các cái chất dinh dưỡng còn lại ở trên những các cái lá lan đó, và để tạo thêm lên những các cái hoạt chất lại cung cấp trực tiếp lại cho cái cây phong lan của chúng ta rất là tốt. Và cái nấm Chicoderma kia thì nó lại có một cái tác dụng nữa là diệt lại những các cái con nấm, những các con vi khuẩn, những các cái con côn trùng, những các cái con nấm ấy, mà bay lơ lửng ở trong không khí và đậu trên những các cái cành lan của chúng ta khi chưa có những các cái điều kiện thuận lợi để cho nó phát triển. Thế thì con nấm Chicoderma kia nó lại làm một cái nhiệm vụ là vừa làm sạch được những các cái chất dinh dưỡng dư thừa trên cây lan và lại diệt được những các cái nấm độc gây hại và tạo lên những các cái khoáng chất và những các cái chất dinh dưỡng cung cấp trực tiếp cho cây hoa lan lại tiếp tục hấp thụ tiếp. Đấy, xin thưa với các bác là cái nấm Chicoderma kia khi mà chúng ta mà phun mà bón trực tiếp vào gốc cây đây ấy, nó có một cái tác dụng là phân hóa. Đấy, phân hóa các cái phân rồi những các cái chất mùn ở trên các cái giá thẻ mà chúng ta đang trồng đây, và các cái giá thẻ này tạo lên những các cái chất dễ tiêu và dễ hấp thụ cho cây trồng. Thế nên là cái nấm Chicoderma là một cái dạng nấm rất là tuyệt vời, được khuyến khích rất nhiều lần trong cái quá trình sản xuất nông nghiệp. Thế thì áp dụng vào cái việc chơi phong lan của chúng ta thì cái nấm Chicoderma kia nó có một cái hiệu quả hỗ trợ rất là tốt. Thế nên hôm nay em xin phép được chia sẻ đến các bác và mọi người cái phương pháp mà để dùng cái nước vo gạo, nó là một cái dưỡng chất tưới cho cây lan rất là tuyệt vời. Nhưng chúng ta phải có những các cái biện pháp tưới làm sao cho nó đúng cách. Chứ nếu mà chúng ta sử dụng nó không phù hợp, nó không đúng cách thì nó sẽ lại là một cái quá trình mà gây hại cho cây. Thế thì rất mong quý vị và các bạn hãy ủng hộ kênh cho em bằng cách đăng ký, chia sẻ và bình luận để chúng ta cùng nhau đúc rút kinh nghiệm, cùng nhau chia sẻ và cùng nhau xây dựng được cái niềm đam mê, để ai đó trong vườn nhà chúng ta cũng sẽ đều có những các cái giò phong lan đẹp. Vâng, xin chúc sức khỏe toàn thể các bác và chúc cái niềm đam mê của các bác thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các cái video sau.